trong thứ Tư ngày 3 tháng 2 hôm nay, vaccine COVID-19 từ Vido có trụ sở tại Saskatoon chuyển sang giai đoạn thử nghiệm lâm sàng 1. Thay đổi trong số lượng giao hàng từ COVAX tăng thêm sự nhầm lẫn về vaccine COVID-19. Thêm vào đó là Ottawa cảnh báo gián đoạn trong các lô hàng vaccine Moderna trong tháng này. Các trường học ở Toronto, vùng Peel và vùng York sẽ trở lại học trực tiếp vào ngày 16 tháng 2 thành phố Toronto kéo dài quy định tạm thời về khẩu trang cho đến tháng 6. Tỉnh Alberta cung cấp khoản tiền mặt 68,5 triệu đô la cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Tướng Jonathan Vance sẽ bị điều tra về các cáo buộc hành vi không phù hợp. Một vụ kiện tập thể được đề xuất về khoản hoàn trả CERB. Canada đã chính thức chỉ định nhóm cực hữu Proud Boys là tổ chức khủng bố. Cảm ơn các bạn cùng theo dõi bản tin Canada của ngày 3 tháng 2 do tạp chí Culture Magazine thực hiện, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Thưa các bạn, chúng tôi cũng xin mời các bạn theo dõi thêm các tin tức nhanh trong ngày tại kênh tin tức mới của Culture, có tên là Culture Channel News và đường link để vào xem chúng tôi để ở dưới phần description box. Mời các bạn theo dõi và subscribe nha. Xin cảm ơn các bạn. Sau đây là bản tin chi tiết. Vidal cho biết họ đã tiến thêm một bước nữa trong việc phát triển vaccine COVID-19 sản xuất tại Canada. Cơ sở nghiên cứu và khoa học có trụ sở tại Saskatoon cho biết 108 tình nguyện viên đã được chọn để tham gia thử nghiệm vaccine COVAX-2. Chúng tôi rất vui mừng được bắt đầu các thử nghiệm lâm sàng, giám đốc Vidal, tiến sĩ Volker Gertz cho biết hôm thứ Tư. Trung tâm Tiêm chủng Canada CCFV ở Halifax đang tiến hành thử nghiệm và cho biết những người tình nguyện sẽ được tiêm hai liều cách nhau 28 ngày trong một nghiên cứu có đối chứng với giả dược. Điều tra viên chính của trung tâm CCFV, tiến sĩ Joanne Langley cho biết, mục tiêu của thử nghiệm này là giúp chứng minh sự an toàn của vaccine ở người. Chúng tôi sẽ theo dõi sức khỏe của các tình nguyện viên trong một năm sau khi họ tiêm chủng. Đây là vaccine đầu tiên trong số 2 ứng cử viên vaccine coronavirus theo công nghệ tiểu đơn vị của Vido được đưa vào thử nghiệm lâm sàng. Vido cho biết vaccine tiểu đơn vị chứa các protein virus đã được tinh chế, không lây nhiễm và không yêu cầu nhiệt độ bảo quản cực lạnh. Sau khi vượt qua thử nghiệm giai đoạn 1, COVAX-2 sẽ chuyển sang thử nghiệm giai đoạn 2. Vaido cho biết việc này sẽ có sự tham gia của hàng trăm người trên khắp đất nước để kiểm tra độ an toàn của vaccine và phản ứng miễn dịch mà vaccine tạo ra ở người. Vaido cũng đang tiến hành xây dựng một cơ sở sản xuất có thể sản xuất tới 40 triệu liều vaccine hàng năm. Việc xây dựng cơ sở này dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay với chứng nhận sản xuất vaccine được lên kế hoạch vào năm 2022 và một thay đổi trong số lượng giao hàng từ COVAX đã tăng thêm sự nhầm lẫn về vaccine COVID-19 tại Canada. Tổ chức chia sẻ vaccine toàn cầu có tên là COVAX vào tuần trước đã nói Canada có thể nhận được từ 1,9 triệu đến 3,2 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca trước cuối tháng 6. Các con số đó đã được xác nhận với Canada vào hôm thứ Ba, nhưng những con số được COVAX công khai vào ngày thứ Tư chỉ ở mức thấp của phạm vi đó, gây thêm nhầm lẫn về nỗ lực vaccine của đất nước vốn đang gặp trở ngại. Liên minh vaccine được thành lập vào năm ngoái là một nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn các quốc gia giàu có sử dụng hết loại vaccine hoặc thuốc điều trị COVID-19 hiện có, khiến các quốc gia nghèo nhất thế giới không có nguồn cung. Canada đã đóng góp 440 triệu đô la vào tháng 9, một nửa trong số đó là bảo đảm liều cho người dân Canada và nửa còn lại là để giúp mua thuốc cho 92 quốc gia cần trợ giúp. Cơ sở COVAX được điều phối bởi Tổ chức Y tế Thế giới Gavi, Liên minh Thuốc Chủng Ngừa và Sáng kiến chuẩn bị sẵn sàng cho dịch bệnh. COVAX có thỏa thuận với nhiều nhà sản xuất vaccine để mua khoảng 2 tỷ liều trong năm nay, Số liệu này sẽ được phân phối giữa các quốc gia thành viên để tiêm chủng cho 1 phần 5 dân số của mỗi quốc gia. Vào ngày 30 tháng 1, tổ chức đã gửi thư cho tất cả các quốc gia tham gia để đưa ra những gì họ có thể mong đợi nhận được trong đợt giao hàng đầu tiên từ tháng 2 đến tháng 6, bao gồm 240 triệu liều vaccine của AstraZeneca được sản xuất tại Ấn Độ và từ 96 triệu đến 153 triệu liều vaccine AstraZeneca được sản xuất ở nơi khác. Bức thư do The Canadian Press thu được cho thấy Canada sẽ nhận được từ 1,9 triệu đến 3,2 triệu liều vaccine AstraZeneca từ SK Bioscience ở Hàn Quốc, mà đang chờ sự chấp thuận bởi cả Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế Canada. Bức thư cho biết phạm vi con số này là phản ánh số lượng phân phối dự kiến cho những hạn chế về nguồn cung tiềm năng dựa trên những hiểu biết mới nhất, con số cao hơn ở cuối phạm vi phản ánh số liều đã được ký hợp đồng. Nhưng khi Covax chia sẻ thông tin công khai vào sáng thứ tư, con số cao hơn đã biến mất. Canada không phải là quốc gia duy nhất bị ảnh hưởng, Philippines và Jamaica cũng được thông báo sẽ nhận được số liều lượng trong phạm vi ít hơn. Trong khi Canada đã bắt đầu chủng ngừa từ tháng 12, Jamaica và Philippines vẫn chưa bắt đầu tiêm chủng, cả hai dự kiến sẽ bắt đầu trong tháng này với việc giao hàng từ Covax. Canada đã đặt mục tiêu tiêm chủng cho 3 triệu người vào cuối tháng 3 và 10 triệu người khác vào cuối tháng 6. Những con số này đã bị đe dọa vì các vấn đề gần đây mà cả hai nhà sản xuất phải đối mặt, mặc dù chính phủ khẳng định việc giao hàng đầy đủ sẽ đến đúng kế hoạch. Canada hiện đang tìm kiếm lời giải thích từ COVAX về lý do tại sao phạm vi con số từ 1,9 triệu tới 3,2 triệu đã không được đưa vào thông báo hôm thứ Tư. Với 1,9 triệu liều, Canada có thể tiêm chủng cho khoảng 950.000 người nữa. Các liều đến từ COVAX sẽ bổ sung cho thêm 20 triệu liều mà Canada mua trực tiếp từ AstraZeneca. Vaccine sẽ được cung cấp sau khi Bộ Y tế Canada chấp thuận dự kiến trong vòng 2 tuần tới. Thêm một trở ngại trong chiến dịch tiêm chủng tại Canada. Khi Ottawa cảnh báo gián đoạn trong các lô hàng vaccine Moderna trong tháng này, Cơ quan y tế công cộng của Canada cũng cảnh báo các tỉnh rằng sẽ có nhiều gián đoạn hơn nữa đối với việc cung cấp các mũi tiêm vaccine từ Moderna vào cuối tháng này, theo một tài liệu được CBC News thu được. Công ty có trụ sở tại Massachusetts nói với các quan chức Canada vào tuần trước rằng các lô hàng trong tuần của ngày 1 tháng 2 sẽ giảm 20-25%, đến 25%, và giờ có vẻ như lô hàng thứ hai của tháng này cũng có khả năng thấp hơn dự kiến. Trang web của Health Canada vốn dùng để đăng dự báo có bao nhiêu mũi tiêm Moderna sẽ được chuyển đến các tỉnh và vùng lãnh thổ mỗi tuần đã bỏ đi mọi dữ liệu liên quan đến chuyến hàng vào ngày 22 tháng 2. Trong cuộc họp báo hôm thứ tư, Thủ tướng Justin Trudeau đã nhiều lần được hỏi liệu Moderna có gửi liều lượng như đã hứa vào cuối tháng hay không. Thủ tướng Trudeau từ chối trả lời nhưng khẳng định rằng chính phủ vẫn đang mong đợi sẽ có 6 triệu liều thuốc của cả Pfizer và Moderna vào cuối tháng 3. Để đạt được mục tiêu của Thủ tướng, hơn 3,5 triệu liều của hai sản phẩm sẽ phải được giao chỉ trong tháng 3, tức khoảng 885.000 liều một tuần. Các trường học ở thành phố Toronto, vùng Peel và vùng York sẽ trở lại học trực tiếp vào ngày 16 tháng 2. Chính phủ tỉnh Ontario cho biết các trường học ở khu vực Toronto, vùng Peel và vùng York sẽ mở cửa trở lại để học trực tiếp vào thứ Ba ngày 16 tháng 2, trong khi các trường bên ngoài khu vực Greater Toronto sẽ trở lại học trực tiếp vào thứ Hai ngày 8 tháng 2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Ontario Stephen Lachey cho biết quyết định này dựa trên lời khuyên của tiến sĩ David Williams, giám đốc y tế của tỉnh, với sự hỗ trợ của các nhân viên y tế địa phương và sự đề nghị nhất trí của hội đồng các viên chức y tế. Bộ trưởng Lachey cho biết chính phủ đã tiến hành việc này vì họ đã xác định rằng làm như vậy là an toàn và việc học trực tiếp trong lớp rất quan trọng đối với sự phát triển và sức khỏe tâm thần của trẻ em. Ông nói thêm rằng chính phủ sẽ theo dõi các xu hướng để bảo đảm các trường học vẫn an toàn sau khi mở cửa trở lại. Các trường học mà sẽ mở cửa trở lại vào thứ Hai ngày 8 tháng 2 thuộc 13 đơn vị y tế công cộng bao gồm Hamilton và Windsor. Chính phủ đã đưa ra các biện pháp mới để bảo vệ học sinh và nhân viên chống lại sự lây lan của Covid-19 trong lớp học. Các biện pháp này bao gồm: xét nghiệm không triệu chứng có mục tiêu cho học sinh và nhân viên được cung cấp toàn tỉnh với sự tham vấn của các đơn vị y tế công cộng địa phương, yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc đối với học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 và yêu cầu về khẩu trang đối với lớp 1 đến lớp 12 ở ngoài trời nơi không thể duy trì khoảng cách an toàn cung cấp 3,5 triệu khẩu trang vải chất lượng cao cho các trường học để dự phòng cho học sinh lớp 1 đến lớp 12. Tăng cường sàng lọc tình trạng sức khỏe cho học sinh trung học và nhân viên, không khuyến khích học sinh tụ tập trước và sau giờ học. Cấp giấy chứng nhận tạm thời cho những ứng viên đủ điều kiện giáo viên dự bị tốt nghiệp năm 2021 để ổn định biên chế tại các khu vực vùng Toronto, vùng Peel và York, nơi các trường học vẫn diễn ra học trực tuyến từ xa cho đến ngày 16 tháng 2. Chính phủ sẽ cho phép các chương trình trước và sau giờ học mở cửa trở lại vào ngày 16 tháng 2 và dịch vụ chăm sóc trẻ khẩn cấp vẫn sẽ mở cửa cho đến ngày 12 tháng 2 để hỗ trợ nhân viên tuyến đầu. Bộ trưởng Lachey cho biết chính phủ sẽ cho phép các chương trình giữ trẻ trước và sau giờ học tiếp tục vào ngày 8 tháng 2 tại các khu vực y tế công cộng, nơi các trường học có thể mở cửa trở lại vào ngày đó. Ngày 5 tháng 2 sẽ là ngày cuối cùng cho cơ sở chăm sóc trẻ khẩn cấp. Vào ngày 1 tháng 2, sinh viên tại 4 đơn vị y tế công cộng ở phía đông Ontario, Middlesex, London, Ottawa và phía tây nam đã có thể tiếp tục học trực tiếp. Sẽ có tổng cộng 520.000 sinh viên ở tỉnh Ontario sẽ trở lại lớp học vào thứ Hai ngày 8 tháng 2 này. Các trường học trong các đơn vị y tế công cộng sau đây sẽ trở lại học trực tiếp vào ngày 8 tháng 2. Brand County, Chatham Kent, thành phố Hamilton, vùng Durham, Haldeman, Norfolk, vùng Halton, Huron Perth, Lambton, vùng Niagara, Waterloo, Simcoe, Muskoka, Wellington, Dufferin, Wolf và Windsor, Essex. Tính đến tối ngày 3 tháng 2, Canada báo cáo thêm 3.235 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 789.651, trong số đó có 46.744 ca còn bệnh. Đã có hơn 721.000 ca phục hồi, số ca tử vong là 20.355. Hơn 1 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm trên khắp Canada. Công cụ theo dõi vaccine của CBC cho biết, gần 1,1 triệu liều đã được tiêm cho đến nay. Tỉnh bang Ontario đã tiêm cho nhiều cư dân nhất, với 348.331 người đã được tiêm chủng ít nhất một liều. Quebec theo sau Ontario với 241.546 mũi tiêm đã được thực hiện. Tỉnh BC lọt vào top 3 với 142.146 mũi tiêm đã được thực hiện. Trên toàn quốc, gần 130.000 người đã được tiêm cả hai liều vaccine này. Số người đã nhận hai liều vaccine đầy đủ cao nhất là ở Ontario với gần 75.000 người. Tiếp theo là tỉnh Alberta với gần 19.000 người và Manitoba là 10.466 người. Tỉnh Ontario đã báo cáo thêm 1.172 ca nhiễm COVID-19 mới và 67 ca tử vong. Các ca bệnh mới bao gồm 444 ở Toronto, 199 ở Peel và 110 ở vùng York số ca nhập viện giảm xuống còn 1.066 người, với 336 bệnh nhân COVID-19 trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt. Mặc dù số liệu mới thấp hơn nhiều so với mức trung bình gần đây, nhưng không rõ liệu con số này có đáng tin cậy hay không. Tỉnh hôm qua cảnh báo rằng sự bất ổn gây ra bởi việc chuyển giao dữ liệu của Bộ Y tế Công cộng Toronto sang hệ thống theo dõi COVID-19 tập trung của Ontario có thể ảnh hưởng đến số liệu báo cáo trong vài ngày. Tại Quebec, các quan chức y tế đã báo cáo 1.053 ca nhiễm COVID-19 mới và thêm 37 ca tử vong. Một ngày sau khi Thủ hiến Francois Legault thông báo rằng các hạn chế sẽ được nới lỏng ở một số khu vực của tỉnh, số ca nhập viện ở Quebec hiện là 1.106 người, với 177 người đang được chăm sóc đặc biệt. Tại tỉnh BC, các quan chức y tế đã thông báo thêm 16 ca tử vong và 414 ca nhiễm bệnh mới vào ngày thứ tư. Tỉnh Alberta báo cáo thêm 259 ca nhiễm mới, tổng số hàng ngày thấp nhất trong gần 4 tháng. Tỉnh có thêm 11 ca tử vong, có 539 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 94 bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt. Tại khu đại Tây Dương, tỉnh Nova Scotia đã xác định một ca COVID-19 mới, Newfoundland có 2 ca nhiễm mới, New Brunswick báo cáo 14 ca nhiễm mới, tỉnh Manitoba có thêm 126 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong. Saskatchewan báo cáo thêm 194 ca mắc mới cùng 8 ca tử vong. Trên phía Bắc, vùng lãnh thổ Tây Bắc Northwest Territories đã tuyên bố bùng phát dịch tại mỏ Genko Kue, cách Yellowknife 280 km về phía Đông Bắc. Hiện đã có 2 trường hợp được xác nhận tại mỏ. Cả hai đều liên quan đến công nhân không cư trú Thành phố Toronto kéo dài quy định tạm thời về khẩu trang cho đến tháng 6. Nhân viên y tế của Toronto cho biết, Hội đồng thành phố đã chấp thuận gia hạn luật đeo khẩu trang tạm thời cho đến đầu tháng 6. Tiến sĩ Eileen Davila cho biết, gia hạn này áp dụng với các luật hiện hành, vốn hết hiệu lực vào ngày hôm nay. Luật bao gồm giữ khoảng cách ở Toronto trong không gian công cộng và các quy định về bắt buộc mang khẩu trang. Đeo khẩu trang nằm trong các biện pháp giãn cách xã hội và sức khỏe cộng đồng có thể làm giảm sự lây lan của Covid-19. Chúng ta phải luôn đeo khẩu trang khi có khó khăn trong việc điều chỉnh khoảng cách an toàn theo tuyên bố của thành phố. Thị trưởng John Tory cho biết trong một tuyên bố, "Chúng tôi cam kết làm tất cả những gì có thể với tư cách là chính quyền thành phố để chống lại Covid-19 và cứu người trong đại dịch." Những điều luật này được đưa ra dựa trên lời khuyên về sức khỏe cộng đồng để giúp ngăn chặn sự lây lan của virus. Chỉ với 141 vé phạt, cơ quan y tế công cộng của Canada cho biết hầu hết du khách đang tuân thủ luật kiểm dịch. Cơ quan y tế công cộng Canada cho biết, chỉ có một tỷ lệ nhỏ người Canada bị phạt vì bỏ qua các quy tắc kiểm dịch kể từ khi chính phủ liên bang đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt vào năm ngoái. Trong khi du lịch quốc tế sụt giảm, hàng triệu du khách đã nhập cảnh vào nước này kể từ tháng 3, khi chính phủ liên bang lần đầu tiên đưa ra các biện pháp hạn chế. Trong số hơn 2 triệu du khách phải cách ly, các cơ quan thực thi pháp luật đã theo dõi ít nhất 48.682 người trong số họ. Tính đến ngày 26 tháng 1, chính phủ cho biết đại đa số, gần 99% đã tuân thủ các yêu cầu về kiểm dịch. Người phát ngôn của Bộ Y tế Canada Tammy Jabu cho biết, trong 10 tháng qua, cảnh sát trên toàn quốc đã phát hành ít nhất là 141 vé vi phạm và đưa ra 8 cáo buộc kết án tóm tắt theo đạo luật kiểm dịch. Những người bị buộc tội phải đối mặt với hình phạt lên đến 6 tháng tù hoặc tiền phạt lên đến 750.000 đô la. Cảnh sát cũng đã ghi nhận ít nhất 221 cảnh báo bằng lời nói và 23 cảnh báo bằng văn bản Chính phủ liên bang cho biết họ đã liên lạc với khoảng 6.500 khách du lịch mỗi ngày thông qua nhân viên hoặc các cuộc gọi điện thoại tự động để kiểm tra xem họ có tuân thủ các quy tắc cách ly bắt buộc hay không. Nếu các quan chức có lý do để tin rằng ai đó không tuân thủ hoặc nếu họ không thể liên lạc với khách du lịch được đề cập, cơ quan y tế có thể yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật theo dõi. Cơ quan y tế cho biết họ hiện đang đào tạo nhân viên tại 4 công ty an ninh để hoàn thành kiểm tra tuân thủ tại 35 thành phố các nhân viên mới sẽ đến thăm các địa điểm cách ly của khách du lịch để xác nhận rằng họ đang tuân thủ. Các biện pháp kiểm dịch chặt chẽ hơn đối với du khách hàng không cũng sắp được công bố, có thể sớm nhất là trong tuần này. Tỉnh Alberta cung cấp khoản tiền mặt 68,5 triệu đô la cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe, Chính phủ Alberta sẽ cung cấp một khoản 68,5 triệu đô la cho các nhà điều hành chăm sóc thường xuyên, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà và các cơ sở cung cấp dịch vụ điều trị nghiện và sức khỏe tâm thần để giúp họ chi trả cho các chi phí phát sinh do đại dịch Covid-19. Khoản tiền này sẽ giúp trang trải các chi phí mà các cơ sở này phải đối mặt để làm sạch, trang bị bảo hộ cá nhân và tăng nhân viên. Nguồn hỗ trợ được chia ra như sau: 48 triệu đô la cho cơ sở hỗ trợ sinh sống được cấp phép không theo hợp đồng. 9,9 triệu đô la cho các cơ sở điều trị nghiện và chăm sóc sức khỏe tâm thần tại khu dân cư. 9,6 triệu đô la cho dịch vụ chăm sóc tại nhà và 1 triệu đô la cho các bệnh viện cộng đồng dân cư. Thủ hiến Jason Kenney cho biết những người cao niên đã bị ảnh hưởng một cách không cân xứng bởi đại dịch COVID-19 ở Alberta. Độ tuổi trung bình của những người đã chết là 82% hơn 25% những người phải nhập viện là trên 80 tuổi và 2 trên 3 trong số những trường hợp tử vong là cư dân của viện dưỡng lão. Bộ trưởng Bộ Y tế Tyler Sandro cho biết, các nhà điều hành các cơ sở chăm sóc tập thể cho người cao tuổi đã chịu thêm chi phí để trả cho nhân viên khám sàng lọc, thực thi các hạn chế đối với khách thăm, xét nghiệm ổ dịch và cung cấp khẩu trang bắt buộc cho nhân viên làm việc trong các khu vực chăm sóc bệnh nhân. Quỹ hỗ trợ sẽ được chia cho các cơ sở trên toàn tỉnh hoạt động từ ngày 15 tháng 3 năm 2020 đến cuối tháng 3 năm 2021. Tại tỉnh Ontario, chính phủ Ford triển khai chương trình mới giúp đỡ bệnh nhân tự kỷ với các dịch vụ dựa trên nhu cầu. Chính phủ Ford đang triển khai một chương trình mới về hỗ trợ bệnh tự kỷ Dựa trên nhu cầu nhằm giúp cho các gia đình có trẻ em mắc chứng tự kỷ, bắt đầu từ tháng 3, tỉnh sẽ cung cấp các dịch vụ cốt lõi dựa trên nhu cầu của từng trẻ. Các dịch vụ này bao gồm phân tích hành vi, bệnh lý ngôn ngữ nói, liệu pháp nghề nghiệp và hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Quá trình để quyết định gia đình nào đủ điều kiện sẽ bao gồm gặp gỡ gia đình để xác định mục tiêu, điểm mạnh mà nhu cầu hỗ trợ của trẻ trên các lĩnh vực chính phân bổ tài trợ cho các gia đình để họ có thể tiếp cận các dịch vụ lâm sàng cốt lõi từ các nhà cung cấp mà họ lựa chọn. Hỗ trợ các gia đình trong các bước tiếp theo để tiếp cận các dịch vụ lâm sàng cốt lõi mà họ lựa chọn. Khi gia đình nhận được tài trợ, họ sẽ phát triển các kế hoạch và lựa chọn điều trị với một bác sĩ lâm sàng mình đã chọn. Kế hoạch vốn dự định bắt đầu vào tháng 4 năm ngoái nhưng đã bị trì hoãn vì một số lý do bao gồm cả đại dịch tỉnh cho biết hỗ trợ tài chính cho phụ huynh đã được gia hạn cho đến khi hệ thống mới sẵn sàng. Khoảng 600 thanh thiếu niên trên toàn tỉnh mà đã đăng ký trong chương trình tự kỷ Ontario sẽ được mời tham gia vào việc khởi động các dịch vụ lâm sàng cốt lõi. Ngoài ra, các gia đình trong chương trình sẽ được hưởng lợi từ gia hạn tài trợ tạm thời các gia đình đủ điều kiện đã nhận ngân sách cho trẻ hoặc tài trợ tạm thời một lần sẽ được cung cấp các khoản thanh toán bổ sung là 5.000 đô la hoặc 20.000 đô la dựa trên độ tuổi của con họ để tiếp cận các dịch vụ mà họ cảm thấy phù hợp nhất với con mình. Dịch vụ ứng phó khẩn cấp Bắt đầu quy trình đề xuất trong cộng đồng để xác định các tổ chức cung cấp dịch vụ ứng phó khẩn cấp các dịch vụ này sẽ cung cấp phản ứng nhanh chóng, kịp thời cho một nhu cầu cụ thể đã được xác định để ngăn chặn sự leo thang. Đầu tư bổ sung 3,8 triệu đô la vào các trung tâm chẩn đoán để cải thiện khả năng tiếp cận của các gia đình đối với việc đánh giá cho con họ bằng cách giảm thời gian chờ đợi giúp các gia đình có thể đăng ký chương trình tự kỷ Ontario và tiếp cận các dịch vụ nhanh nhất có thể. Tăng cường giám sát các bác sĩ lâm sàng cung cấp liệu pháp phân tích hành vi ứng dụng ở Ontario chính phủ sẽ ban hành luật để điều chỉnh liệu pháp phân tích hành vi ứng dụng thành một nghề mới của trường cao đẳng tâm lý học Ontario, bắt đầu với các nhà phân tích hành vi ứng dụng trong các vai trò tập trung vào giám sát và đánh giá. Tuy nhiên, nghị sĩ NDP Theresa Armstrong nói rằng thông báo này thật đau buồn đối với các gia đình có trẻ em mắc chứng tự kỷ. Bà cho biết chỉ một phần nhỏ các gia đình cần hỗ trợ sẽ nhận được sự hỗ trợ này. Tướng Jonathan Vance sẽ bị điều tra về các cáo buộc hành vi không phù hợp. Tham mưu trưởng quốc phòng Đô đốc Art McDonald cho biết quân đội sẽ điều tra các cáo buộc về hành vi không phù hợp của cựu tham mưu trưởng quốc phòng tướng Jonathan Vance. Đô đốc McDonald nói rằng bất kỳ ai đưa ra những cáo buộc về phía tướng Vance sẽ không phải lo sợ hậu quả dù là khi nói với giới truyền thông hoặc bất kỳ ai khác. Lời bình luận được đưa ra sau khi Global News đưa tin độc quyền về cáo buộc rằng tướng Vance có hành vi không phù hợp với hai nữ cấp dưới, bao gồm cả mối quan hệ thân mật với một cấp dưới khi ông còn tại chức. Một cáo buộc khác liên quan đến một email dường như được gửi từ tài khoản quân sự của ông Vance vào năm 2012 cho một nữ cấp dưới tìm kiếm lời khuyên nghề nghiệp. Email gợi ý cả hai cân nhắc đi du lịch đến một địa điểm nghỉ mát dành cho những người tùy chọn khỏa thân tướng Vance phủ nhận mọi cáo buộc. Trong tuyên bố của mình, đô đốc McDonald bày tỏ lo ngại về việc những cáo buộc như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến các thành viên của quân đội và nhấn mạnh công việc cần phải làm là thay đổi văn hóa và môi trường làm việc của quân đội. Một nguồn tin có kiến thức trực tiếp về mối quan hệ này đã gặp riêng Global News và đưa ra bằng chứng về những cáo buộc này, bao gồm các trao đổi liên quan đến tình dục và nhiều cuộc gặp gỡ riêng. Global News đã xem bằng chứng ủng hộ điều này từ năm 2019 đến gần đây nhất là tháng 1 năm 2021. Bằng chứng được xem xét cũng cho thấy cả hai đã gặp nhau ít nhất 3 lần ngoài công việc. Tướng Vance nói với Global News rằng mối quan hệ với cấp dưới khi ông còn là tham mưu trưởng quốc phòng không phải là quan hệ tình dục mà là người hỗ trợ cho cô khi cô nghiên cứu vụ kiện tập thể cho các nạn nhân của hành vi sai trái trong quân đội. Ông cho rằng bất kỳ bằng chứng nào về việc trao đổi tình dục đều có thể bị đặt. Ông không nhớ gì về việc gửi email năm 2012. Ông cho rằng nếu ông đã có gửi, thì email chỉ là một trò đùa chứ không phải là một lời gà gẫm mà ông sẽ sẵn sàng xin lỗi. Các cáo buộc được đưa ra chỉ hơn 2 tuần sau khi tướng Vance chính thức trao quyền chỉ huy sau khi tuyên bố quyết định từ chức vào mùa hè năm ngoái. Global News xác nhận tuyên bố này được đưa ra sau khi văn phòng thủ tướng không đề cử ông làm ứng cử viên cho chức vụ cố vấn quân sự hàng đầu của NATO. Canada đã chính thức chỉ định nhóm cực hữu Proud Boys là tổ chức khủng bố. Bộ trưởng An toàn Công cộng đã chính thức thêm các nhóm mới vào danh sách khủng bố của Canada và nhóm Proud Boys sẽ nằm trong số đó. Chúng tôi đã đưa 13 nhóm mới vào danh sách, bao gồm cả các nhóm cực đoan bạo lực Bốn nhóm đó bao gồm sư đoàn Atomwaffen, The Base, The Proud Boys và phong trào đế quốc Nga. Ông Bill Blair cho biết hôm thứ Tư, ngoài ra còn có ba nhóm liên kết với Al-Qaeda, bốn liên kết với nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant và một tổ chức Kashmiri. Chỉ định này sẽ cho cơ quan thực thi pháp luật nhiều công cụ điều tra hơn, ngăn chặn hỗ trợ tài chính cho các nhóm và cho phép các tổ chức tài chính đóng băng tài sản của họ. Bộ trưởng Blair khẳng định những chỉ định này không có động cơ chính trị mà dựa trên một quy trình pháp lý mạnh mẽ đến các cơ quan an ninh quốc gia của Canada. Các nhóm trong danh sách các thực thể khủng bố của Canada được thành lập sau vụ tấn công 11 tháng 9 vào Hoa Kỳ, có thể bị tịch thu tài sản, sẽ có hình phạt hình sự nghiêm trọng cho những người giúp các tổ chức thực hiện các hoạt động cực đoan. Canada đã đưa hai nhóm cực đoan cánh hữu Blood and Honor, một mạng lưới tân quốc xã quốc tế và chi nhánh vũ trang của nó, Combat 18, vào danh sách vào năm 2019. Hai nhóm này cùng hơn 50 tổ chức được liệt kê khác bao gồm Al-Qaeda, nhóm chiến binh nhà nước Hồi giáo, Boko Haram và Liberation Tigers của Tamil Eelam. Vụ bạo lực ở Capitol Hill ở Washington vào tháng trước đã thúc đẩy Canada bổ sung The Proud Boys và các tổ chức dân tộc chủ nghĩa da trắng nổi bật khác vào danh sách nhóm này đã phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ sau khi nắm bắt các chính sách của chính quyền Tổng thống Trump trước đây và là nhóm kích động lớn trong các cuộc biểu tình trước đó và cuộc bạo động vào ngày 6 tháng 1. Được thành lập bởi Gavin McInn, người Canada, Proud Boys là một nhóm cực đoan cánh hữu và có liên hệ với sự tin tưởng vào quyền lực tối cao của người da trắng. Nhóm đã bị Facebook và Instagram cấm vào tháng 10 năm 2018 vì vi phạm chính sách theo 680 News và The Associated Press đưa tin vào ngày 3 tháng 2. Vấn đề CRA yêu cầu hoàn trả khoản trợ cấp CERB, một vụ kiện tập thể đã được đề xuất về khoản hoàn trả CERB. Các thông điệp không nhất quán của chính phủ liên bang về tính đủ điều kiện nhận phúc lợi ứng phó khẩn cấp của Canada CERB là trọng tâm của một vụ kiện tập thể được đề xuất thay mặt cho những người Canada đã nghỉ hưu, có thu nhập từ việc làm tự doanh, self-employed, những người có thể được yêu cầu hoàn trả số tiền họ đã nhận được thông qua trợ cấp khẩn cấp. Nguyên đơn đại diện là bà Janet Ann Ryan, một giáo viên Montessori đã nghỉ hưu ở Mississauga, Ontario Bà nằm trong số nhiều người Canada lo lắng rằng họ sẽ phải trả lại khoản thanh toán CERB trị giá 14.000 đô la. Vào cuối năm 2020, Cơ quan Doanh thu Canada CRA đã gửi 441.000 bức thư nói rằng điều kiện đủ là thu nhập ít nhất 5.000 đô la trong năm 2019 hoặc trong 12 tháng trước khi nộp đơn. Định nghĩa của thu nhập này đề cập đến thu nhập ròng trước thuế hay là tổng thu nhập trừ chi phí dành cho các cá nhân tự kinh doanh. Các bức thư này khiến nhiều người ngạc nhiên vì hướng dẫn chính thức của CERB không đề cập đến yêu cầu thu nhập ròng. Ryan đã xem xét cẩn thận các hướng dẫn CERB và nộp đơn dựa trên việc kiếm được tổng thu nhập 5.000 đô la vào năm 2019 từ việc dạy kèm. Bà đã bị sốc khi nhận được một trong những lá thư từ CRA. Luật sư Jan Weir ở Toronto, người khởi kiện cho Ryan, cho biết Ông hy vọng vụ kiện sẽ giúp không chỉ những người hưu trí có thu nhập từ kinh doanh bán thời gian, mà còn tất cả những người nhận CERB bị ảnh hưởng bởi thông điệp không rõ ràng của chính phủ về thu nhập ròng và tổng thu nhập. CRA đã thừa nhận rằng có thông tin liên lạc không rõ ràng về việc ai đủ điều kiện nhận CERB trong vài ngày đầu tiên sau khi chương trình được triển khai. Đơn kiện tập thể không yêu cầu bồi thường tài chính ngoài chi phí pháp lý nhưng yêu cầu chính phủ ngừng yêu cầu những người đại diện trả lại tiền. Luật sư Weir nói rằng ông tin rằng nó sẽ cung cấp cho CRA lý do để trì hoãn việc theo đuổi những người nhận CERB không có ít nhất 5.000 đô la từ thu nhập rộng. Lại có thêm một người nhận được một tin rất vui, đó là chủ nhà hàng ở PEI trúng giải độc đắc 2 triệu đô la với vé cào. Đại dịch Covid-19 gây ra một năm căng thẳng đối với chủ sở hữu của Linda's Coffee Shop ở trung tâm thành phố Charlotte, Town. nhưng ông cho biết những lo lắng về tài chính của mình đã qua đi sau khi trúng giải Atlantic Lotto trị giá 2 triệu đô la. giá Dazim Sharif đang ở ngoài mua đồ cho nhà hàng khi ông mua được một vé số cào nhân 200 lần. Ông cào nó trước khi rời bãi đậu xe và ngay lập tức quay vào trong để nhận giải thưởng. Công việc kinh doanh bị chậm lại trong thời gian xảy ra đại dịch đối với Linda's Coffee Shop, nằm gần khu vực tàu du lịch đậu ở khu trung tâm thành phố Charlotte Town. và những hạn chế về sức khỏe cộng đồng làm doanh nghiệp phải đóng cửa hoàn toàn. Bây giờ thay vì lo lắng về việc đóng cửa việc kinh doanh, Sharif đang xem xét mở rộng, có lẽ với một nhà hàng thứ hai. Ông có những kế hoạch khác, đó là mua một ngôi nhà cho con gái và bất cứ điều gì vợ và con trai ông muốn. Sheriff cũng đang suy nghĩ về việc mua một tòa nhà chung cư để giúp đáp ứng nhu cầu về nhà ở, giá cả phải chăng ở Charlottetown. Sau đây là cập nhật về đồng đô la Canada. Đồng đô la Canada tiếp tục tăng khi dầu leo thang. Đồng đô la Canada đã ít thay đổi so với đồng đô la Mỹ và tiếp tục tăng so với ngày hôm trước khi giá dầu tăng lên mức cao nhất trong một năm và thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm cổ phiếu toàn cầu tăng nhờ kết quả mạnh mẽ từ Alphabet và thu nhập khả quan ở châu Âu, trong khi giá dầu, một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Canada, đạt mức cao hơn 1,7% ở mức 55,69 đô la Mỹ một thùng, do hy vọng về kích thích kinh tế của Mỹ củng cố triển vọng tăng trưởng. Lợi suất trái phiếu chính phủ Canada tăng Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 4,2 điểm cơ bản lên 0,947%, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm ngoái. Vào cuối ngày giao dịch hôm nay, đồng đô la Canada bằng 0,7823 đô la Mỹ theo bảng gốc Canada. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin Canada của ngày 3 tháng 2 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện trên kênh Culture Channel. Xin mời quý vị subscribe và nhấn nút chuông để được thông báo các video tin tức tiếp theo nhé và xin hãy giúp Culture Channel chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức. Rất cảm ơn sự ủng hộ cũng như các ý kiến đóng góp của các bạn chúc các bạn nhiều sức khỏe và luôn bình an xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt